ngồi máy ngay. Dạ, đi đâu thế ạ? Bệnh viện tâm thần. À xin lỗi, nhà hậu sinh ngô quyền. Khẩn trương lên, cho báo túi. Khẩn trương tôi đã. Ngồi máy nhanh lên. Những khán giả có mặt ở đây và những khán giả theo dõi truyền hình đều biết hoặc là cũng có những người không biết, nhưng mà chúng ta không thể không giới thiệu, đây chính là nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, người đã đảm nhận vai bác sĩ Hoa Súng trong rất nhiều chương trình của Gặp Nhau Cuối Tuần. Và ngày hôm nay, nhân dịp này, chúng tôi cũng muốn được nghe một vài lời tâm sự của anh. Trước hết xin được hỏi anh là trong cái thời gian mà tham gia chương trình đó với một cái vai trò bác sĩ như vậy, anh có kỷ niệm nào đáng nhớ? Lần đầu tiên khoác bộ quần áo Hoa Súng và đến bệnh viện Ngô Quyền để quay, như các bạn đã thấy đấy. Lúc đó thì máy quay phim giấu ở trong xe đuổi theo tôi, nhưng mà tôi chạy nhanh quá, tôi chạy thẳng thì máy quay phim lại rẽ. Thế tôi chạy được 50 mét thì quay lại thấy hai đồng chí cảnh sát đuổi theo sau. Bây giờ chúng ta đã quen với hình ảnh bác sĩ Hoa Súng là cầm cái điếu cày và cầm cái tiêm chạy đường phố, cái mũ để quay hình trái tim. Nhưng mà tôi càng chạy nhanh, các đồng chí công an lại càng đuổi hăng hơn, mà cuối cùng lại trói giật hai cánh khỉu lại và trốn ở trại nào ra thế. Tôi thật thà tôi bảo báo cáo các anh em là bác sĩ Hoa Súng. Thì lúc ấy làm gì có ai biết bác sĩ Hoa Súng là gì. Họ lại càng nghĩ tôi là ở Châu Quỳ về, thế nên nó bảo là khai thật đi không thì vào đồn. Thế tôi nghĩ vào đồn thì cũng hơi khổ. Thế bảo thưa các anh đưa cho em về chạy gà. Cuối cùng thì các đoàn phi biến đón tôi. Thế đấy là một cái kỷ niệm rất là sâu sắc với tôi. Và bây giờ rất may là với bộ quần áo và súng thì tôi có đi trái đường, các đồng chí công an bảo đi cho nhanh lên. Và anh đang được khán giả yêu thích như vậy và anh cũng đang khám bệnh rất tốt như vậy. Vậy thì lý do nào để mà anh lại quyết định giã từ chiếc áo blue trắng và chiếc kim tiêm to tướng như vậy ạ? Tại chị Minh Vượng ạ. Sao lại tại chị Minh Vượng? Vâng, đúng là tại chị Minh Vượng đấy ạ. Tôi chưa bao giờ biết điều này. Thế tôi xin phép được giải thích ạ. Cách đây cũng khá lâu rồi, chị Minh Vượng có tặng tôi một cái tấm ảnh hồi chị 4 tuổi đi mẫu giáo, trông xinh xắn và bụ bẫm lắm. Tôi phải nói 4 tuổi bởi vì các bạn, để các bạn là hiểu cho cái tôi, tấm lòng của tôi với chị Minh Vượng là tình bạn trong sáng dưới mái trường. Vâng, và chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần của chúng ta hôm nay cũng 4 tuổi. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta có tách vàng thì chị Minh Vượng cũng không dám mặc bỉm để bước lên sân khấu ngày hôm nay. Có đúng không ạ? Tôi nói thế để chứng minh một điều là bất cứ một bộ trang phục dù có đẹp đến mấy, chúng ta cũng chỉ có thể mặc trong một giai đoạn mà thôi. Và thời gian trôi đi là có thật. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải dừng lại. Nhưng điều quan trọng không phải ở chỗ Gặp Nhau Cuối Tuần có tiếp tục hay không, mà tất cả các bạn và những người làm chương trình đã gặp nhau trong một câu hát, một câu khẩu hiệu đẹp như ánh sáng, đó là hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống. Xin cảm ơn các bạn. Vậy thì khi mà anh quyết định giã từ cái công việc bác sĩ rất thú vị của mình thì anh có truyền lại nghề cho ai không? Chẳng nhẽ anh lại giữ bí mật nghề nghiệp như vậy ạ? Tất nhiên là tôi có truyền lại nghề, và sau đây không lâu các bạn sẽ được gặp hậu duệ của tôi có tên là Hoa Chuối. Nhưng mà trước khi Hoa Chuối xuất hiện, các bạn cho phép tôi được nhường lại bó hoa này cho Thảo Vân, bởi vì hoa đẹp đến không sao cầm nước mắt, nhưng anh chỉ cần một trái tim thôi. Xin trân trọng tặng Thảo Vân, người 4 năm nay chịu trận vĩ đại tất cả những hờn vui buồn giận của khán giả, và chị luôn luôn giữ một nụ cười đẹp như bánh đa. Chúc Thảo Vân và quý vị khán giả bây giờ nghỉ ngơi thật vui tươi. Và bây giờ xin giới thiệu với quý vị, đây chính là hậu duệ của bác sĩ Hoa Súng. Tất cả khán giả đều đang chờ đợi anh. Anh có lời giới thiệu nào với khán giả của chúng ta không ạ? Tôi xin giới thiệu, tôi là hậu duệ đời thứ hai của bác sĩ Hoa Súng. Tên tôi là bác sĩ Hoa Chuối. Theo như lời đề nghị của bác sĩ Hoa Súng ngày hôm nay, đó là sẽ mời một đệ tử của mình là bác sĩ Hoa Chuối sẽ đến với chương trình. Và mọi khi thì
thì sẽ khám bệnh cho khán giả. Nhưng ngày hôm nay thì các bác sĩ quyết định là sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho các nghệ sĩ, những người đã tham gia chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần trong suốt 4 năm qua, để xem là sau 4 năm thì các nghệ sĩ có gặp vấn đề gì về sức khỏe không. Có lẽ bây giờ chúng tôi xin mời tất cả các nghệ sĩ cùng ra để kiểm tra sức khỏe ạ. Nào các anh chị mạnh dạn lên. Thôi có khi là xin mời chị Minh Hằng đi, bởi vì dù sao chị cũng là phụ nữ mà trông lại đang rất là phù hợp. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 155cm, cân nặng 50kg. Quý khách có thân hình nhìn chung là cân đối, tuy nhiên chân có quá nhiều lông. Ra đường chú ý đi tất cả chân. Xin mời các bác sĩ hóa chứng để nhận ra cả lông miễn phí. Thôi thôi, để cho anh công lý trước đi anh bác ạ. Để anh công lý trước đi. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Cao 167cm, cân nặng 48kg. Quý khách vừa xơi xong bữa tối cách đây 10 phút, nhưng triệu chứng đã phát cả ra bên ngoài. Chạy ngay ra cửa bên phải, rẽ vào phòng thứ hai bên trái. Nhanh lên, ngay ra phòng thịt. Ra đi, tôi đi đi. Đi đi. Cần chính sách kinh khủng. Thôi chị Vượng đi, chị Vượng đi. Chị Vượng đi. Cân đúng hay sai, cân tôi ra ngay. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Để đảm bảo tính chính xác và không bị hỏng cân, nghiêm cấm quý khách rủ thêm người trèo lên cân. Cứ cho Hiệp Gà đi để thử xem là thử xem thế nào có chính xác không. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 175cm, cân nặng 50kg. Thân hình hơi gầy một chút. Ôi giời ơi, miệng hôi quá. Yêu cầu quý khách phải đánh răng thường xuyên để tránh gây ô nhiễm môi trường. Đẹp. Bác, Xuân Bắc vẫn còn dám à? Xuân Bắc vẫn còn dám à? Xem tiêu chuẩn thế này. À, tiêu chuẩn đấy gì? Đấy, tướng quân nó khác hẳn. Tướng quân à? Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 168cm, cân nặng 57kg. Quý khách có bắp tay rất to nhưng hai chân lại quá cong. Chứng tỏ các bộ phận trên cơ thể bất hợp tác. Quý khách mắc chứng rối loạn tiểu tiện cả ngày lẫn đêm, nên khi ngủ hay tè dầm ra giường. Dạ bà. Thôi đây bác, bác để chị sẽ xin cho em mấy cái bỉm Bobby đóng cực tốt luôn. Ai can đảm tiếp theo nào? Thắng à? Không không không, thắng từ từ, tôi thấy Vân Dung có vẻ thích lắm rồi. Dung vẫn nhiều. Dung vẫn nhiều thế cả. Cân được của em, không cân được. Thích thì cứ giả Trừ quốc nhé. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 162cm, cân nặng 40kg. Quý khách có thân hình siêu phẳng, rất cao như một. Quý khách rất phù hợp với một câu châm ngôn: không phải người đàn bà nào cũng đẹp, và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà. Thắng đi. Trời ơi, cân xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 169cm, cân nặng 58kg. Quý khách có một cái mũi vừa vẹo vừa to, đã thế lại chẳng liên quan đến mặt, cho nên thần kinh không được ổn định. Ngồi đi ngủ một người một mình, ra đường nhớ bịt khẩu trang kẻo làm mọi người hoảng sợ. Trời ơi! Không. Cân nó đúng, chỉ có anh như là người ấy thôi. Xin kính chào quý khách, xin kính chào quý khách. Tầm cao 173cm, cân nặng 58kg. Quý khách thuộc loại kém tắm, người vận động nên các bộ phận trên cơ thể phát triển không đều. Mông trái nặng hơn mông phải 500g. Đề nghị khi ngủ nằm nghiêng về bên trái để mông phải có cơ hội phát triển hơn. Không. Xuân Bắc
Xuân Bắc nói như thế không không chính xác đâu. Quý vị thấy là cân này có chính xác không ạ? Đấy, ai cũng công nhận là chính xác. Thật sự là xin cảm ơn bác sĩ Hoa Chuối. Các nghệ sĩ trong kia. Xin cảm ơn bác sĩ Hoa Chuối đã mang đến chúng tôi một cái cân thật là huyền diệu. Thưa quý vị các bạn, như vậy đấy ạ. Có rất nhiều những niềm vui mà Gặp Nhau Cuối Tuần đã được chia sẻ với quý vị các bạn trong suốt 4 năm qua. Tất nhiên bên cạnh đó không phải là không có những nỗi buồn. Đã có rất nhiều lần những người làm chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần chúng tôi cảm thấy dường như không chịu nổi sức ép từ rất nhiều phía. Và nhiều khi cảm thấy rằng mình không còn sức lực để tiếp tục chương trình nữa. Rất nhiều lần Gặp Nhau cùng Cuối Tuần muốn nói lời chia tay với quý vị và các bạn. Mặc dù còn nhiều luyến tiếc và còn nhiều tiếc nuối. Và chúng tôi cũng tự hỏi rằng nếu như bây giờ Gặp Nhau Cuối Tuần mà kết thúc, nếu như bây giờ phải nói lời chia xa, chắc là cũng có nhiều tâm sự.